xin trân trọng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt do Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Bicom thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sơn Home. Và ngay bây giờ, Quý Linh sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn những người cùng đồng hành với những gia đình khó khăn trong ngày hôm nay. Đó chính là nhạc sĩ Hâm Đất Trương và diễn viên người mẫu Hiền Mai. Đây, chào Mai. Đây, chào chàng nhạc sĩ tài hoa. Chào cả nhà. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đến đây để cùng chia sẻ với những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đó là các em nhỏ. Cái cảm giác mà trước khi Hâm Đất Trương đến với chương trình thì như thế nào? Khi mà nghe đến Mái Ấm Gia Đình Việt thì đầu tiên là đồng ý ngay, không cần phải suy nghĩ. Mong là hôm nay mọi thứ sẽ thật là thuận lợi. Rồi, chào Hiền Mai. Một diễn viên, một người mẫu lịch ngày xưa đó quý vị ha. Rất nhiều bộ phim Hiền Mai đã thể hiện. Ngày hôm nay Hiền Mai cảm giác thế nào khi đến với Đà Tẻ với tất cả mọi người? Đây là lần đầu tiên mà tham gia chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Mai cũng rất là thích cái chương trình này bởi vì cái sự nhân văn và rất là hấp dẫn của nó. Cho nên là khi mà được mời thì là nhận lời ngay. Và một cái điều là Hiền Mai rất là háo hức bởi vì đây là lần đầu tiên tới với Đạ Tẻ. Và không ngờ rằng là Đạ Tẻ đẹp như vậy. Đẹp. Không ngờ là đẹp đúng như rồi. Vậy. Hôm nay thì chúng ta sẽ vượt qua những cái thử thách của chương trình. Hy vọng là các bạn sẽ cố gắng nỗ lực để giúp cho các bạn nhỏ một phần nào đó đỡ khó khăn. Tất cả đã sẵn sàng thưa quý vị. Còn bây giờ, Quý Linh xin mời quý vị và các bạn mời Hiền Mai và Hâm Đất Trương chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh đầu tiên. Con tên Bùi Nhật Hải Quỳ, con học lớp 6A2 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du. Con đang ở nhà trọ với mẹ Hiền. Em con tên Bùi Nhật Hải Quỳ. Mà ngoại con ở phòng trọ nhưng mà muốn phòng ở cái bên để tiện chăm sóc con với em. Sáng nếu mà có đi học, bùa chở con đi chở con về. Con gái nó làm công ty trong đây, coi như là phải đi vô giữ cháu từ hồi cháu còn 6 tháng. Nuôi cháu cực lắm, coi như là nó không có ăn đồ rồi ẩm bồng đút khổ lắm. Nó không ăn nó mới ốm cỡ đó. Mẹ nó đi làm biết có 6 giờ mới về, ai đâu săn sóc cho cháu. Mẹ có bà chứ không có bà, ai đâu mà coi. Khi 3 giờ thì bà ngoại đi chở xù đủ cho người ta, 6 giờ mới về. Ông ngoại năm nay 57 tuổi, đang làm bảo vệ ở quán cà phê. Tôi làm công nhân may khu công nghiệp. Rồi tôi vô làm lại thì cuộc sống ba mẹ con cũng lặng lặng đó. Lương bình quân một tháng của tôi là 4 triệu. Mức lương của tôi không có đủ đâu vô đâu. Thời gian của tôi làm là 7:30 đến 5:30 chiều. Tôi không về nhà chưa ăn cơm công ty. Em ba con mất rồi. Lúc em con ra mười mấy ngày. Chồng tôi lúc tôi sanh bé 2 tuổi, lúc đó 16 ngày thì có về Bắc Bình nằm. Chồng làm ở Phan Thiết, trên đường về thì bị tai nạn giao thông, bị mất tại chỗ. Lúc đó em sanh có mười mấy ngày nên mọi người cũng không cho tôi đi. Lúc có đưa về nhà thì tôi cũng qua có nhìn mặt anh lần cuối. Từ ngày chồng tôi mất là cuộc sống ba mẹ con tôi vất vả hơn nhiều. Thì lúc đầu anh mới mất là lúc đó là con bé nó còn nhỏ, tôi chưa tới ngày đi làm, cho nên là bên nội thờ bây giờ khi anh mãn tang rồi thì suy nghĩ là nhiều lúc chuyển chọn chỗ này chỗ kia, cho nên là không có thể nào thờ anh được. Kỷ niệm của con với ba là ba dắt con đi siêu thị đi chơi. Ba mua đồ chơi con rồi mua đồ ăn cho con. Giờ con nhớ ba. Tôi sợ mẹ buồn. Tôi sợ em không có ba. Nhiều lúc em nghĩ em giờ chồng con cá sống chung mà nhiều lúc thấy em suy nghĩ em thấy quán á. Bé nhỏ nó nhỏ quá, nhiều lúc em chở ra đường em thấy hai đứa nó lậm thậm quá nên em cũng ít khi chở lắm. Tôi cũng sợ là hai bé thua thiệt người ta á.
sợ không có đủ để lo. Lo cho hai đứa cháu là nó còn nhỏ quá mà nó không có cha, mẹ nó nuôi nó không đủ, thì ba chăm sóc cho cháu. Dạ con cũng thấy mẹ cực khổ nhưng mà con không làm gì được. Con học được nhiều con mời mẹ vui. Với lại em sáng dậy không có khóc nhẹ lúc đi học. Vi là một học sinh trên lớp thì ngồi học rất là chăm chỉ. Thì khi mà tiếp cận nhận em ở cái danh sách đầu năm thì tôi đã thấy cái hoàn cảnh là Vi mồ côi á. Nên là tôi đã liên hệ trực tiếp với mẹ của Vi thì nghe mẹ Vi kể hoàn cảnh như vậy. Thì khi có học bổng thì nhà trường lập danh sách gửi thì bé cũng đã được nhận sự hỗ trợ từ phía nhà trường. Tôi có lo về học tập của hai bé thì cũng lo cho bé lớn học cho giỏi lên. Mẹ đi làm mẹ dặn con ở nhà là phải phụ bà ngoại lo cho em. Để cho mẹ yên tâm mẹ đi làm mẹ kiếm tiền mẹ lo cho hai con. Ước mơ của con thích làm kinh doanh. Con hứa sau này lớn lên con sẽ nuôi mẹ tới già. Rồi chào chị. Chào hai con. Trời đất ơi. Mẹ có chút xíu à. Rồi có con cũng còn chút xíu hơn nữa kìa. Dễ cưng quá trời. Đi làm suốt từ sáng đến chiều. May có bà ngoại ở trọ kế bên. Chứ không biết biết sao mà lo đó. Hồi xưa ông xã em còn sống là làm gì em? Dạ làm công ty vật liệu xây dựng. Ủa rồi từ xưa giờ mình ở trọ gì không đó hả? Dạ. Bé 13 tháng là vô ở trọ tới giờ. Ở trọ suốt. Bên nhà bà nội sao có giúp đỡ gì dạ, không? Dạ nhà bà nội cũng khổ đủ ăn rồi. Không có dư giả nữa không có phụ giúp được. Trời đất ơi. Rồi từ lúc ông xã mất giờ là một mình em vừa là cha vừa là mẹ luôn. Em thuê nhà trọ hết nhiêu? Dạ 1.5 triệu. Điện nước? Dạ điện nước chung là 1.5 triệu. 1.5 triệu? Dạ. Vậy còn nhiêu mà để lo cho hai đứa nhỏ? Mấy chị gái xin thêm. Xin mấy chị thêm ít. Khó khăn quá hả? Ủa sao bà ngoại không ở chung nhà trọ với mình mà phải thuê một nhà trọ kế bên, nó tốn thêm tiền nhà trọ vậy em? Phòng trọ nó chật hẹp quá, ở không có đủ. Trời đất ơi, cứ cuộc sống nó cứ vậy. Làm sao không có đủ sức để nuôi hai đứa nhỏ này lớn. Bà ngoại cũng đi làm thuê. Bà ngoại cũng đi ở trọ. Dạ. Rồi được tiền đâu bà ngoại lo cho bà rồi lo cho hai đứa nhỏ nữa. Khó quá. Dạ. Bây giờ có tiền em sẽ làm gì? Có tiền thì cũng để dành để nuôi hai con đi học thôi. Anh nghĩ rằng thí dụ như là nếu em có vốn chừng 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu đi. Có một cái công việc nào buôn bán hay gì đó nó vẫn tốt hơn rất là nhiều. Em nghĩ là có rất là nhiều phương tiện hiện tại bây giờ để mà mình có thể chủ động trong cái việc mà mình buôn bán một cái gì đấy. Nên là em cũng nghĩ là đó là một cái hướng suy nghĩ để chị có thể bắt đầu từ từ thôi. Thật ra thì chị cảm thấy rằng là gia đình mình quá khó khăn. Tại vì là hai bé còn nhỏ quá, mẹ cũng đâu có thể nào yên tâm để mà để con ở nhà để mà buôn bán suốt từ sáng đến tối được. Vấn đề là nằm ở chỗ đó, bà ngoại thì càng ngày sức khỏe càng yếu. Bà ngoại không thấy 3 giờ đêm mà cứ thức dậy đi chợ đu đủ. Đâu phải lúc nào có đu đủ đâu, chợ đâu, đúng không? Có lúc nào bà ngoại bệnh thì em xử lý thế nào? Tiền thuốc, tiền bệnh cho bà ngoại, rồi tiền hai đứa nhỏ, rồi tiền phòng trọ cho hai người nữa. Cái này khó đó. Đó là gia đình đầu tiên thưa quý vị. Còn bây giờ Quỳnh Linh tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn gia đình thứ hai. Con tên là Hoàng Thị Diễm My, năm nay con học lớp 6. Căn nhà con đang ở thì được nhà nước cấp 14 năm. Hiện tại nhà con mưa thì dột, nhà con bị trục tôn và bị lũng một nửa. Con đang sống cùng với mẹ, với cháu. Tôi là còn một đứa con gái ở làm công ty. Thì giờ con gái đó gia đình khó khăn quá, thì mình vợ cháu cho nên chỉ được con đi làm mướn. Hàng tháng là con gái gửi tiền là 2 triệu để nuôi gia đình, nuôi mẹ, nuôi em, con. Chị hai thì thường Tết
mới về thăm gia đình một lần. Ba con bị bệnh gan, ba con mất lúc con 8 tuổi. Con có kỷ niệm với ba con với ba đi chợ mua quần áo mới vào ngày Tết. Lúc chồng tôi còn sống đi làm mướn làm thanh long, chồng tôi bệnh đi chăm sóc bệnh viện. Thì chồng của tôi là được 2 tháng, ông về nhà được 1 tháng ông mất, không có tiền lo cho ông không. Hàng xóm góp tiền làm đám cho ông, mất ông thì tôi ở nhà với con với cháu khóc mà. Không có tiền lo, không biết làm cái gì được. Ngày thì con phụ mẹ lặt rau, quét nhà, lau nhà, rồi chăm em nữa. Thường nấu ăn ở nhà thì ăn rau muống, chấm nước mắm, lâu lâu thì được ăn thịt. Từ lúc mà ba con mất thì mẹ con làm thay ba làm thanh long, đi bảo vệ rừng với lại làm ruộng. Con đi học bằng xe đạp đi cùng với bạn, còn đi về thì con với cháu đi bộ. Bé My là một cô bé rất là chăm học, tích cực, hòa đồng với bạn bè và rất là thân thiện. Trong năm học thì bé My được hỗ trợ bảo hiểm y tế 100% và được hỗ trợ các khoản khác thì 50% chi phí học tập. Sức khỏe của tôi đi làm không nổi, tại vì yếu, tại vì bệnh nữa. Đi làm 2 ngày là sốt rồi, đau xương khớp. Một tuần tôi đi xin thuốc một lần ở trạm y tế để uống cho nó đỡ đi làm. Mỗi khi mẹ đi như vậy thì con lo lắng cho mẹ. Con sợ mẹ mệt với lại là mẹ xỉu. Đi làm mướn, có 2-3 ngày mới có một lần làm nhổ qua đi. Thì cái giảm mua măng thì đi lấy măng. Đi bảo vệ đằng xa quá, đi không nổi. Một tháng là tôi đi bảo vệ 4 lần, có khi là văng thôi, đi không nổi. Tại vì bệnh đó, là văng để cho người ta chờ. Đi không yên tâm đâu, đi là tôi nhớ tới cháu tới con không à. Tại vì bỏ 2 người nhỏ trong nhà đó. Nếu mà con có một số tiền thì con sẽ mua đồ dùng học tập và một chiếc xe đạp để đi học. Con sẽ cố gắng chăm học với lại là phụ mẹ làm việc nhà. Mẹ muốn nói với My là hy vọng cho con học giỏi giống như bạn á, đừng có bỏ học với con. Tại vì mẹ không biết chơi, không biết gì, ráng con học nghe. Chào chị, chào hai con. Nào, vào đây. Diễm My, rồi đây là tên gì? Con tên gì nè? Nga. Nga hả? À, Nga nhiêu tuổi rồi? 7 tuổi. Nga 7 tuổi. Ủa, con gái của chị làm mướn 50 giờ lần rồi để cháu nhà cho chị trông. Còn chị thì tháng chị làm được nhiêu? Một tháng làm có 5 triệu à. Là coi như khoảng tháng được khoảng 7 triệu. Chị làm gì? Đi làm công ty gỗ á. Rồi chị đi làm gì rồi? Hai đứa tự lo nhau. Diễm My giỏi vậy ta. Con sáng con đi học đúng không My? Rồi ai lo cho Nga? Sáng thì chị chở đi học, xong lại trưa là cô nó chở về. Con ở nhà là con phụ mẹ được nè, nấu cơm nè, giặt đồ nè, lo cho bé Nga nữa đúng không? Dạ. Con học giỏi không? Dạ giỏi. Chị có mong gì cho gia đình của mình không? Mong gia đình là cho Diễm My học giỏi. Nó học giỏi. Có lúc nào mình không có đủ tiền mình vay mượn đâu được chị? Yêu vay ở xóm ăn chứ. Khổ lắm. Rồi những lúc bệnh hoạn không đi làm được thì sao chị? Ở nhà. Chị bệnh ai lo cho chị? Thì đứa nhỏ này lo. Đi mượn tiền đi mua thuốc cho chị. Trời đất ơi. Cái số phận nó kém may mắn quá. Con ơi, con có hay khóc thế này với mẹ không? Dạ có. Mỗi lần như vậy thì buồn thì con nói gì với mẹ? Con an ủi mẹ thôi. Con an ủi mẹ hả? Thôi thì mình cố gắng một chút con ha. Hy vọng ngày hôm nay á là tham gia chương trình mình sẽ có một ít tiền.
để mình có thể trang trải nhiều hơn nữa. Cái nhà mình đang ở của ai? Nhà cái đó là nhà nước làm cho chị. Chị còn có nhà, cái gia đình hồi nãy còn không có nhà nữa, ở nhà thuê nữa. Vậy thì mình nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống thì mình hơn nhiều người luôn. Thôi cố gắng chị nha. Quan trọng là thế hệ trẻ phải cố gắng học thật giỏi. Mi ha. Và bạn lại là một người học rất là giỏi, cho nên là có thể hy vọng tương lai chính cái sự học này nó sẽ giúp mình thay đổi hoàn cảnh. Mai cũng nghĩ là Hâm Thích Trương rất là mong là bé Mi sẽ học thiệt là giỏi. Thưa quý vị, chúng ta vừa xem hai cái clip vừa rồi. Họ đang gặp rất nhiều khó khăn mà không biết bám vào đâu hết quý vị. Cái nghèo, cái khó, cái khổ, cái cực nó cứ bám lấy họ. Mà bây giờ cũng chưa biết cách nào để ta giải quyết điều đó cả. Còn bây giờ, Quỳnh Linh xin mời quý vị đến với gia đình thứ ba. Con tên là Thá Dơ, học lớp 8, trường tiểu học và trung học cơ sở Đắp Bờ Lao. Con là người đồng bào Hơ Mông. Gia đình con có 7 người, hiện con đang sống với mẹ, anh hai, vợ và hai đứa con của anh và chị ba. Mẹ của tôi thì cái tai thì nó nói nhỏ thì không nghe. Với tội là hồi nhỏ là cái cổ là nó có cái ô to. Đi mổ là thì bác sĩ nó bảo là có thì hồi nhỏ thì mổ không được. Mẹ thì già với này cũng yếu nữa. Đi bộ đi xa hoặc là đi đất đi vô rẫy gì đó thì mệt. Làm không nổi thì cho mẹ ở nhà thôi. Dạ, đối với con thì bố là một người rất là yêu thương con với lại quan tâm con ạ. Lúc bố bị đau, bố giấu không cho con biết vì bố sợ con lo lắng. Bố con mất vì ung thư gan vào năm 2016. Lúc bố mới mất thì mẹ khóc với lại đến tận khuya mới ngủ lại. Bất kỳ những người con nào có bố mẹ đều là những người con hạnh phúc nhất. Giờ chỉ còn mẹ thôi nên là em cũng không biết làm sao. Bố đã mất rồi thì không còn ai nữa thì chỉ còn mỗi mình tôi thôi thì tôi sẽ cố gắng để chăm sóc cho bé Giờ và em gái thứ ba để có cái mà làm ăn. Con đi bộ từ nhà đến trường mất khoảng 30 phút, có nhiều đoạn đường dốc, lúc chưa nắng thì con vẫn cố gắng đi học. Được đi đến trường là con vui lắm rồi, tại vì nhà con chỉ còn mỗi mình con là còn đi học thôi. Con thiếu đồ dùng học tập, thiếu bài, nhưng con không dám xin tiền anh vì thấy anh đi làm cực khổ. Mỗi ngày anh đi từ sáng đến tối mới về lại. Con muốn gánh vác phụ anh, nhưng mà anh không cho con đi làm. Tôi không học, em gãy đi ba không học, tôi cũng có những lúc mà tôi cũng ngồi khóc về cái chuyện mà từ hồi nhỏ mà không được đi học á. Viết chữ hoặc là đi đọc chữ gì đó thì không biết, thì mình phải cố gắng đi cho bây giờ để học, sau này nó biết chữ và làm cái gì thì cũng dễ hơn. Điều kiện để mà các cơ quan tổ chức hỗ trợ em thì chỉ có cái chế độ 81 là dành cho học sinh thuộc vùng 3, có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Là được 150.000 một tháng. Em Thảo A Dơ rất là ngoan, rất là cố gắng trong học tập, nhưng với điều kiện gia đình rất là khó khăn như vậy, mong các quý vị mạnh thường quân giúp đỡ em để em có điều kiện đến trường cùng học tập với các bạn cùng trang lứa. Con sợ mẹ cũng như bố con một ngày nào đó không còn ở bên con thì con sẽ mất đi sự ấm áp của mẹ. Mẹ ơi, con muốn mẹ có một sức khỏe tốt, sống lâu để ở bên tụi con. Anh ơi, em cảm ơn anh vì đã cho em được đi học cùng đồng bạn trăm lứa của em. Em cảm ơn vì những công sức mà anh đã
làm cho em để em có được ngày hôm nay. Em mong sau này em sẽ làm được một việc nào đó để đền đáp lại những công ơn mà anh và mẹ đã làm cho em. Thôi, chào cả nhà. Chào cô, chào em trai. Như vậy là nhà mình còn hai đứa nhỏ nữa. Dạ, mình còn hai đứa nhỏ nữa. Vợ em làm cái gì? Em vợ chỉ có ở nhà cùng với em làm rẫy, làm cà phê, làm nước. Rẫy cà phê trồng được nhiều không em? Khu đó thì đất đai thì vườn sau á, là mình cũng có trồng cái đều, chỉ có trồng cà phê thôi. Nhưng mà mình có được nhiều không, được mấy xào? Cà phê thì nói chung là được 5 xào, đất thì nói chung là cũng xin của công ty trồng thôi. Mình xin lại công ty làm thôi, giống như mượn vậy đó. Dạ đúng rồi. Chú thấy nãy con nói là cái con đường từ nhà đến trường con là đi 30 phút hả? Dạ. Con đi bộ, bao năm đi bộ về rồi? Dạ đi từ hồi lớp 1 đến giờ. Trời ơi, bao nhiêu năm đi bộ như vậy, sao mình không mua cho em chiếc xe đạp hả em? Tại vì gia đình không có điều kiện mua chiếc xe cho nó. Bây giờ chỉ mình em là lao động chính trong gia đình thôi. Một mình mà nuôi bao nhiêu nhân khẩu như vậy đó, nó đủ không em? Nói chung là cũng không đủ lắm. Nếu bây giờ mà có tiền vốn thì em sẽ làm gì? Có tiền vốn thì nếu mà được nhiều thì em sẽ mua đất về để trồng rau nuôi tạm, hoặc là trồng cây giống, hoặc là trồng cà phê gì đó để sau này có phát triển về kinh tế hơn. Được đó. Bây giờ mình cần có đất của mình, bây giờ mình chưa có đất gì hết. Chưa có. Bây giờ nếu em chăn nuôi thì được không? Nếu mà chăn nuôi thì cũng được. Đó, phải có một cái cách suy nghĩ tích cực như vậy, phát triển kinh tế như vậy. Mẹ con nhiêu tuổi rồi? Mẹ con năm nay gần tầm 60 tuổi. Cô ở nhà làm gì? Mẹ nói chuyện về tiếng phổ thông thì không có hiểu. Rồi, vậy là còn một đứa em. Phải lo cho nó ăn học tới nơi đến chốn em ha. Mơ ước của con là gì nè? Dạ, mơ ước của con là trở thành công an ạ. Trở thành công an để bảo vệ xóm làng, bảo vệ mẹ con với lại anh con hả? Dạ. Đức ơi, mơ ước trong sáng quá hả. Nói chung là bây giờ chỉ có mình em. Anh nghĩ rằng nếu như em có điều kiện thì em sẽ phát triển kinh tế gia đình được, và nuôi em của mình ăn học, và sau này nó sẽ trở thành một người đàn ông tốt, và một người đàn ông có thể quay trở lại giúp gia đình được. Cô Linh thấy đây là một điểm sáng mà cần phát huy nó ha. Khi mà coi cái hoàn cảnh của gia đình thì Hiền Mai thật sự xúc động vì những cái lời nói của bé Dơ. Bởi vì là em có những cái suy nghĩ cũng như là những cái câu nói mà làm cho mình cảm thấy rằng em có một cái tấm lòng, một cái sự hiểu biết và một cái sự có hiếu, biết ơn nữa. Đó là một cái nền tảng để trở thành một con người tốt. Và Mai tin rằng là gia đình này sẽ phát triển tốt hơn rất là nhiều nếu mà có điều kiện. Thật ra thì chúng ta vừa theo dõi ba cái câu chuyện, nó cũng na ná như nhau, như đặc biệt câu chuyện thứ ba thì có điểm sáng hơn. Và hy vọng rằng nếu như họ chưa có điểm sáng, chúng ta sẽ tô vẽ vào một điểm sáng nào đó, mở ra một ánh sáng nào đó để họ có một cái tương lai tươi sáng hơn. Đó là những gì mà chúng tôi luôn luôn muốn chia sẻ với tất cả những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Còn bây giờ trong khuôn khổ chương trình thì Quyền Linh cùng với hai khách mời ngày hôm nay sẽ giúp họ vượt qua những thử thách chương trình để đem những cái giá trị giải thưởng càng cao càng tốt. Không biết thử thách như thế nào, ngay bây giờ Quyền Linh sẽ mời quý vị đến với thử thách đầu tiên dành cho Hamlet Trường và Hiền Mai. Trước khi đến với thử thách dành cho ba em nhỏ thì chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho hai em lớn. Hai em lớn là hai tấm gương cho ba em nhỏ. Vậy thì hai em lớn cố gắng làm sao mình phải vượt qua thử thách trước mấy em nhỏ. Thử thách đó là gì? Đơn giản, bịt mắt đập trong vòng 1 phút 30 giây hết với con heo này. Đây là quyền ưu tiên hai em lớn phải giành lấy để tặng cho ba em nhỏ. Còn nếu không có cái quyền ưu tiên thì ba em nhỏ rất là khó khăn để vượt qua thử thách chúng tôi ha. Rồi bây giờ chúng ta về vị trí nào. Bây giờ mình bịt mắt xong rồi đúng không? Bây giờ tất cả bước lên 2 bước, quay 3 vòng, quay 1 vòng, 2 vòng. Thôi đứng lại. Rồi bước tới đập heo trong vòng 2 phút, bắt đầu. Heo ở chỗ nào?
bước tới đó. Mọi người chỉ đi hướng dẫn đi. Đó. Đi thẳng không? Đi thẳng đúng không? Mò mò ra con heo đập. Đến chưa? Đến chưa? Đến chưa? Heo đâu? Đập đi thì mai đập được ở đó trước mặt thập. Đúng đâu? Chưa? Đúng chưa? Rồi chắc rồi đập đi. Đập. Ủa? Ủa nào? Mạnh lên. Vô. Đập. Ủa nào? Bước tới. Hai bước. Rồi đập đi. Ủa nào đâu? Bước. Bước tới chút xíu nữa. Hai bước nữa anh Mai hả? Bước qua trái hai bước. Đập. Ủa nào? Bước tới. Đập mạnh lên. Nói ai? Bước tới. Hai bước nữa. Ai? Đập đi. Đập nữa. Còn rồi. Hết lại. Chưa? Hết chưa? Hết rồi. Coi như heo đập xong. Mở là mắt sao? Ra. Mở mắt ra. Hiện mai đập hay quá. Thôi dù sao thì các bạn đập heo cũng rất là nhanh ha. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ tặng cho một quyền ưu tiên. Mở ra. Mình sẽ biết đó là gì. Được giảm 20 viên kẹo. Được giảm 20 viên kẹo. Chúc mừng cho Hamlet Trương và Hiền Mai. Còn bây giờ tôi sẽ trao quyền ưu tiên này cho ba em nhỏ để xem họ vượt qua thử thách như thế nào với máy ấm gia đình Việt. Chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên dành cho ba em nhỏ Thảo A Dơ, Diễm My và Thảo Vy. À, ở đây thì công việc nó cũng nhẹ nhàng thôi. Mỗi hộp có 10 viên kẹo. Chúng ta làm 20 hộp kẹo. Sau đó chú Quỳnh Linh sẽ tính thời gian. Đội nào làm xong đưa tay lên là bấm thời gian dừng lại. Đội nào làm nhanh nhất, đội đó sẽ có khả năng chiến thắng. Vì vậy nên cố gắng làm thật nhanh. Thời gian càng thấp càng tốt. Các con hiểu chưa? Thảo Vy, con sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Diễm My sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Thảo Dơ sẵn sàng chưa? Rồi. Chuẩn bị, con coi đồng hồ nè. Số mấy? Dạ không không. Không không nha. Chú Linh bắt đầu bấm đồng hồ nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Bỏ vô, nhanh lên, bỏ vô. Bỏ vô hết cho mình ống hộp lại là xong. Đếm nhanh lên con, đếm nhanh lên. Đếm nhanh lên. Bỏ vô. Cái... Đó, thấy baby chưa? Thấy baby chưa? Nhanh lên con, nhanh, nhanh. Đếm thật nhanh luôn. Đếm thật nhanh nha. Đến tình duyên là lâu lắm á. Bên đây được mấy hộp rồi? À, được một nửa rồi. Bên đây cũng được một nửa rồi. Bên đây đã làm xong hết nhưng mà chưa dán thôi. Đúng rồi con. Được rồi. Cố lên, để bên đây. Để còn hộp. Đúng rồi, để vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở đây xong chưa? Rồi, đủ rồi. Xếp xếp lên đi con. Rồi, được rồi. Đây xong nha. My xong cho tay lên con. Đây, đây đủ chưa? Rồi xong. Còn My còn hộp cuối cùng. Rồi xong. Chúc mừng các con đã vượt qua áp lực đầu tiên. Bây giờ mời cô Hiền Mai với chú Hâm Bích Trương vào đây. Mình công bố kết quả coi. Đội của Thảo A Dơ 8 phút 15 giây. Chúc mừng. Đội của Diễm My 8 phút 28 giây. Đội của Thảo Vy hơi lâu chút, 8 phút 40 giây. Chúc mừng. Chúng ta chuẩn bị đến với thử thách dành cho Hamlet Trương và Hiền Mai. Cảm ơn cái quyền ưu tiên đầu tiên mà Hamlet Trương cũng như Hiền Mai dành cho ba bạn nhỏ. Bây giờ chúng ta còn một quyền ưu tiên nữa, mà quyền ưu tiên này quan trọng hơn quyền ưu tiên hồi nãy nữa. Quyền ưu tiên này nó sẽ giúp cho các bạn vượt qua thử thách cuối cùng để các bạn biết ai là đội thắng để chúng ta bước vào vòng rút logo của máy ấm gia đình Việt. Đơn giản các bạn sẽ bỏ ống nhỏ vô ống lớn, ống lớn vô ống lớn hơn nữa và cuối cùng nó sẽ ra cái mẫu này. Đó. Mà áp lực ở đây là gì? Là thời gian. Rồi 1 phút 30 giây nha. Làm nhanh, kiểm tra nhanh, bỏ sao cho nó gọn như ý như vậy nha. Sau phút 30 giây chúng ta vẫn là người thua. Mà thua thì các em nhỏ sao không có quyền ưu tiên. Chuẩn bị. Nào, kiểm tra đồng hồ đi Hamlet Trương. Dạ. Không không. Không không. Số mấy Hiền Mai? Mở rồi, ra không được. Không. Không không đúng không? 3, 2, 1, bắt đầu. 1 phút 30 giây. Nhanh gọn lẹ. Chuyển đi, kiếm đi, tìm làm sao cho nó ra được.
Đó, làm nhanh nha, nhanh gọn lẹ. Rồi 30 giây rồi, nhanh lắm, rất là nhanh luôn. Cố lên nào, chúng ta có bốn cái ống như vậy. Nhanh lên, nhanh. Trời ơi, nhanh vậy hả? Được rồi đó, đúng rồi đó, còn Hiền Mai thôi. Chúng ta còn 50 giây nữa, 50 giây cuối cùng. Đó, 50 giây, 40 giây, 30 giây. Rồi. Vô. Trời ơi, nhanh quá. Rồi, chúc mừng các bạn. Chỉ trong vòng 1 phút 10 giây thôi các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nào, bây giờ quyền ưu tiên là gì? Đây, lần này tới em nha. Được giảm 10 quả bóng tennis. Rồi, chúc mừng. Trước khi các em nhỏ bước vào vòng thử thách đặc biệt để quyết định thắng thua, thì Quỳ Linh muốn rằng nhạc sĩ Hâm Đất Trương hãy gửi tặng cho các bạn nhỏ một món quà tinh thần, một bài hit, một bài hot nào đó hợp nhất hôm nay. Chắc là một bài gọi tên tôi nghe bản thân hỡi, có tôi luôn cùng chia sớt, để rồi ta lại có thêm niềm tin. Gọi tên nhau khi cần bạn nhé, trái tim tôi chỉ muốn nói, ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu. Rồi, cảm ơn rất nhiều, chỉ cần một chút vậy thôi sẽ có thêm cái tinh thần động lực để các bạn nhỏ vượt qua thử thách này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách vô cùng quan trọng để xem đội nào sẽ chiến thắng trong ngày hôm nay. Mời quý vị đến với thử thách với mái ấm gia đình Việt. Chúng ta chuẩn bị đến với vòng thử thách vô cùng quan trọng. Với phần thử thách này, nếu như chiến thắng sẽ có tiền rất nhiều. Đó, thành ra là nỗ lực hết sức mình ở thử thách này các con nhé. Cùng với sự hỗ trợ của cô Hiền Mai với chú Hâm Đất Trương, các chúng mình nỗ lực các con phải là chính nha các con nhé. Chúng ta sẽ có 30 quả bóng tennis nằm ở trong cái xô đá này. Mỗi lần mình chạy mình lấy một trái, mình vượt qua cái bắp bên, qua chướng ngại vật để trên cái thùng phi, lấy đủ 30 cái trái bóng. Hai người sẽ cầm cái rổ lên hứng, một người sẽ thảy vô cái rổ. Hứng được 30 trái vô cái thúng là xong. Sau khi kết thúc, đội nào có thời gian thấp nhất cộng với thời gian thử thách lần 1 thì chúng ta sẽ là người chiến thắng. Các con hiểu chưa? Vậy thì đây là có 3 cái ống nhựa hoa sen. Ai rút trúng ống nhựa hoa sen số 1 thì thi đầu tiên. Rút ống nhựa hoa sen số 2 thì thi ở giữa. Rút ống nhựa hoa sen thứ 3 thì thi thứ 3. Thảo Huy, số mấy con? Số 3. Số 3, trời ơi, đúng số 3 luôn. Số mấy? Số 2. Số 2, rồi. Thảo Giơ sẽ thi trước, sau đó Diễm My và cuối cùng là Thảo Vi. Nào, xin mời Thảo Giơ con xem đồng hồ chú lên đi. Số mấy? Số 0. Số 0. Nào, chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Đó, đi đi đi. Đó. Đi qua chướng ngại vật. Đó, để vô thùng phi. Vòng về lấy tiếp. Cố lên nào. Cố gắng làm sao mình lấy đủ 30 trái banh. Cố lên. Quan trọng là có 30 trái banh cái đã, xong rồi tính gì tính. Lấy hết cái xô đó. Ném 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 ném. Trời ơi. Hết rồi. Trời ơi. Ô. Con ném bổng lên vậy nè. Bổng lên, bổng lên. Yeah. À, ném cái đó cũng được luôn hả? Trời ơi. Trời ơi, có nghiên cứu. Ném dưới đất cho nó tưng lên ha. 8. Con nghiên cứu. Tập trung vô nào. Gần gần chút xíu, nhẹ thôi, gần xíu. Một nửa rồi. 16. 17. 18. Yeah. Ủa là con. Đó.
Vô. Vô. Đó, còn 3 trái nữa. Còn 2 trái nữa. Yeah. Một cái cuối cùng. Oh yeah. Vô. Rồi đội bóng đồng hồ dừng lại. Chúng ta tiếp tục với đội thứ 2. Như vậy là đội đầu tiên đã tham gia thử thách xong. Bây giờ chúng ta đến với đội Diễm My. Kiểm tra đồng hồ đi con. Số mấy? Không không. Số không không, chú Linh bắt đầu bấm nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi đi, di chuyển đi. Không cầm nữa không? Cầm bánh. Lại. Đi đi con. Tập trung hết sức mình, đây là cơ hội để chúng ta có thể chinh phục được thời gian, chinh phục được thử thách của chương trình. Nào. Nhanh lên. Nỗ lực vẫn là hai từ rất quan trọng trong cuộc sống này. Nỗ lực để chúng ta đem đến chiến thắng cho chính bản thân chúng ta. Nỗ lực để có một sự trải nghiệm. Nỗ lực cũng là một trong những cái từ rất là quan trọng trong cuộc sống này. Bốn. Ba. Hai. Về vị trí, chuẩn bị. Bắt đầu chúng ta ném bóng. Một. Ném đi con. Xa quá. Thấp quá. Con ném càng gần đi càng tốt. Càng gần vị trí này càng tốt con. Vành cái. Trời ơi. Một. Đó. Hiểu chưa? Hai. Yes. Đó, được rồi đó con. Yes. Ba. Bốn. Gần gần xíu con. Gần xíu. Bốn. Cố lên. Chúng ta còn khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi. Mình sẽ biết được kết quả. Ba trái cuối cùng để chúng ta giành chiến thắng nào. Cố lên. Tin tưởng vào bản lĩnh của mình nào. Còn hai trái nữa. Hai trái cuối cùng. Yeah. Vô. Một cái cuối cùng. Yeah. Vô. Như vậy là Diễm My đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Quý vị, đồng hồ đã dừng lại. Rồi bây giờ chúng ta còn đội cuối cùng, đó là đội của Thảo Vy. Đây, tất cả sẵn sàng. Và bây giờ cô Huyền Mai, chú Hâm Đất Trương là cố gắng hỗ trợ cho bé Vy nha. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng rồi, đó, tinh thần là nhanh. Cố gắng, nỗ lực. Bước qua tất cả các chướng ngại vật đó. Đúng rồi, Vy. Đúng rồi con. Ai làm gì làm, nỗ lực của mình là chính. Nhanh lên. Yes. Nào, chúng ta chỉ có thời gian bao nhiêu đó thôi. Làm sao ta chiến thắng được mới là hay. Đó, đúng rồi Vy. Hay lắm con. Chúng tin rằng Thảo Vy sẽ vượt qua khó khăn này. Chỉ chính chúng ta mới tháo gỡ được khó khăn của mình thôi. Đỡ chị Mai. Rồi, không sao. Té ngã, đứng dậy đi tiếp. Cuộc đời này không ai không vấp ngã cả. Nhưng quan trọng là sao khi vấp ngã chúng ta đi như thế nào thôi. Rồi xong rồi, hết rồi. Chạy ra kia. Nhanh nào. Bây giờ chúng ta chỉ có việc là đưa banh vào rổ thôi. Con chính là trụ cột trong gia đình đó. Hay lắm. Rất cố gắng. Cứ như thế nào. Hay lắm Huy ơi. Đúng rồi. Tuyệt vời. Trời ơi, ráng lên con. Như vậy nha. Cứ tinh thần như vậy. Chiến đấu. Cố lên. Vô. Cố gắng rồi. Vô. Quá tuyệt vời. Hay quá Huy ơi. Quá trời xa rồi. 27. 28. Hai trái nữa con. Chạy nhanh lên Vy. 29. Một cái cuối cùng. Một cái cuối cùng. Nhanh lên Vy ơi. Nhanh lên nào con. Một cái cuối cùng. Cố lên nào. Tuyệt vời. 30. Thưa quý vị, tôi đã bấm đồng hồ dừng lại rồi. Tuyệt vời. Và cuối cùng bé Vy cũng đã kết thúc nhiệm vụ của mình. Chúng tôi bắt đầu công bố kết quả.
mừng các con đã vượt qua những thử thách của Ba Ấm Gia Đình Việt. Còn bây giờ chúng ta phải công bố kết quả, xem sự nỗ lực các bạn được đền đáp xứng đáng như thế nào. Đội đang có thời gian thấp nhất là 16 phút 6 giây. Đội có thời gian kế tiếp là 17 phút 2 giây. Đội có thời gian cao nhất là 18 phút 12 giây. Và đội về 3 sẽ nhận được giá trị giải thưởng 15 triệu đồng. Đội về nhì sẽ nhận được 20 triệu đồng. Và đội về nhất sẽ bước vào vòng rút logo chưa biết là bao nhiêu. Bây giờ chúng ta công bố kết quả. Đội nhận được 15 triệu đồng về 3 trong ngày hôm nay, đó là đội của Thảo Vy, Diễm My hay là Thảo Hoa Dương? Chúc mừng đội về 3 nhận được 15 triệu đồng là đội của em Thảo Hoa Dương. Chúc mừng con. Ở vòng thử thách đầu tiên con rất nỗ lực, lần thứ hai thì cũng nỗ lực, nhưng mà vấn đề là con không gặp may mắn. Và ngày hôm nay con nhận được 15 triệu đồng, con thấy sao nè? Dạ, con cảm thấy vui khi mà mình được một số tiền để phụ giúp cho gia đình và phụ việc học tập của bản thân ạ. Hay quá. Ước mơ của con là có chiếc xe đạp đúng không? Và ngày hôm nay ước mơ của con có chiếc xe đạp sẽ trở thành hiện thực. Bác Lê Phước Vũ sẽ tặng con một chiếc xe đạp nữa. Yeah. Con cảm ơn bác Vũ nhiều. Trước khi công bố giải nhất và giải nhì, bác Lê Phước Vũ tặng luôn một chiếc xe đạp cho Thảo Vy và tặng một chiếc xe đạp cho Diễm My luôn. Wow, thấy chưa? Cười rồi. Như vậy là ba đứa con ngày hôm nay mỗi đứa sẽ nhận được chiếc xe đạp của bác Lê Phước Vũ. Đó là ước mơ đã thành hiện thực rồi. Vui không? Dạ vui. Dạ con cảm ơn bác Lê Phước Vũ. Trời ơi, thấy thương không? Dạ con cảm ơn bác Lê Phước Vũ. Rồi, hy vọng chiếc xe đạp đó nó sẽ chở những yêu thương, chở những ước mơ. Chiếc xe đạp đó nó sẽ chở tương lai của con đi đến một bến bờ tốt đẹp nhất. Bây giờ niềm vui lại đến. Người chiến thắng trong ngày hôm nay đó chính là Thảo Vy. Thưa quý vị, Thảo Vy là đội về nhất trong ngày hôm nay với thời gian là 16 phút 6 giây. Và như vậy Diễm My sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. À, Thảo My, con thấy sao nè? Tuy con không được giải nhất nhưng mà về giải nhì con vui rồi. Vui rồi, chúc mừng Diễm My sẽ nhận được 20 triệu đồng cùng với một chiếc xe đạp của bác Lê Phước Vũ. Còn Vy, con có tin rằng mình được nhất không? Dạ không. Không đúng không? Dạ. Không biết tại sao con được nhất không? Dạ không. Không biết luôn hả? Nhờ sự nỗ lực cố gắng của con và cộng thêm một chút may mắn nữa. Chúc mừng con. Một tràng pháo tay dành cho ba đội thưa quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ theo chân đội thắng cuộc đến với thử thách cuối cùng để xem Thảo Vy sẽ nhận được bao nhiêu logo của Mái Ấm Gia Đình Việt. Chúng ta đang đến với vòng thử thách cuối cùng dành cho Thảo Vy. Nếu như mà vòng thi này con chiến thắng được 1 phút 30 giây, con sẽ được rút tất cả các bản logo có trong Máy Ấm Gia Đình Việt. Nếu thực hiện trong vòng 2 phút, con sẽ rút được 6 bản. Nếu trong vòng 3 phút, con sẽ được 4 bản. Trên 3 phút, con sẽ có 3 bản. Và 4 phút trở lên, mình có 2 bản. 5 phút trở lên mình có 1 bản. Qua 10 phút mình không có bản nào hết. Vậy thì quan trọng là mình phải làm nhanh để mình rút được nhiều logo. Và thử thách này cũng không khó gì hết. Đây là những mảnh ghép một cái hình nào đó chúng ta chưa biết. Cả ba người sẽ chạy đi xích xắc qua đây lấy tất cả mảnh ghép về. Mình thấy cái hình nào có nghĩa mình ghép cho ra cái hình là xong. Con hiểu chưa? Rồi, chuẩn bị. Con đọc thời gian cho chú Quyền Linh. Dạ không không. Không không. Rồi, về vị trí. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng rồi, di chuyển. Di chuyển lấy tất cả mảnh ghép nào. Bây giờ mình không có thi với ai hết. Mình chỉ thi với chính bản thân của mình thôi. Để xem sự nỗ lực của mình tới đâu. Ngoài chúng ta vận động ra, chúng ta còn phải suy nghĩ nữa. Suy nghĩ làm sao cho nó ra cái hình nào. Suy nghĩ làm sao cho nó có một cái dự án nào trong đầu mình, một ý tưởng nào đó. 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 Bây giờ mình mới thấy là có con thỏ thôi.
Hả? Con thỏ, con hươu, con nai gì đây? Con voi, con ếch gì đây? Nhanh lên, lấy nhanh về mình để hết, mình bày lên là cho thấy hình thôi. Đó, hình như là có cái khu rừng gì đó. Cố gắng lên. Đồng hồ vẫn đang chạy nào. Con chủ. Rồi, mở hình lên. Coi cái hình kìa, coi con gì. Cái này rồi, đây này ạ. À. Đó, thấy chưa? Thấy được kìa, coi cái hình kìa. Đúng rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Không, không, chưa, chưa. Chưa phải nè. Cố lên. Đúng, đúng. Đúng, đúng. Đúng. Rồi. Yeah. Rồi, đã bấm đồng hồ dừng lại. Chúng ta kiểm tra coi. Mở bức tranh lên coi giống chưa? Giống chưa? Đó, một bức tranh hoàn chỉnh thế này. Và quan trọng là đồng hồ đã dừng lại bao nhiêu? Đồng hồ dừng lại dưới 4 phút. Như vậy là bé Thảo Vy nhận được 3 logo của máy ấm gia đình Việt. Chúc mừng. Chúc mừng. Rồi, rút logo thôi. Chúc mừng Thảo Vy đã vượt qua tất cả thử thách của chương trình. Và bây giờ con xứng đáng nhận được 3 logo của máy ấm gia đình Việt. Hy vọng rằng 3 logo này chúng ta sẽ có rất nhiều giá trị giải thưởng. Đầu tiên là mẹ chọn logo nào? Mời mẹ của Thảo Vy. Dạ em chọn logo số 2. Rồi, Thảo Vy chọn số mấy? Dạ số 6. Rồi, còn một bảng nữa chọn số mấy luôn? Số mấy con? Số mấy. Dạ số 4. Như vậy là số 2, số 4 và số 6 đúng không? Rút số 2. Nào, số 2. Mẹ của Thảo Vy ra đây. Cùng với Hiền Mai ra đây nào. Cả nhà rút ra đây. Cứ thế thôi, 2, 4, 6. Chút ép à, hay ghét. Rút thôi. Nào. Rút đi gì? Logo đầu tiên. Thêm nè. Ống thép hoa sen bền vững đến tương lai. Thêm số tiền là thêm nữa 10 triệu đồng. Yeah. Chúc mừng. 10 triệu đồng. Chúng ta sẽ rút thêm một logo nữa, số 4. Tiếp tục. Đó. Vì hơn nha. Lớn. Ống nhựa hoa sen vẫn nguồn hạnh phúc. 10 triệu nữa. Mọi người cầm bảng đi. Ráng cái 50 triệu nha. Nè. Ráng cái 50 triệu nha. Vốn thì đã có rồi nè, 20 triệu rồi nè. Dạ. Bây giờ rút thêm bảng nữa. Có thêm nữa là ngon nha. Dạ. Được chưa? Dạ. Rồi. Bảng số 6. Bây giờ Hâm Đích Trương qua đây luôn. Qua đây luôn. Con cầm cái bảng này luôn nè. Này ôm cái bảng này đi cho nó khỏi đi vòng vòng. Nó tặng con nè, chơi đi. Trời ơi, đi thương không? Cưng hết sức không? Rồi, ngon lành. Rút cái này đi. Hâm Đích Trương phụ rút cái Trương nè. 50. Đây, đây, 50, đây, 50. Bỏ tay vô cho nó hơn. Bảng thứ 3. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Ống nhựa hoa sen là bao nhiêu? Vô. 50 triệu đồng. Yeah. Yeah. Ngày mai trong tim, hãy tin con mà từ nay con bình yên. Mai ông xa về. Niềm vui nói tiếp niềm vui quý vị. Con đi không? Tại vì thấy thương không nè. Con có ai coi đứt ruột không nè, thấy chưa? Ôm cái này đi con. Đó. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Đúng là hạnh phúc đã đến với gia đình chị rồi. Tổng cộng chúng ta có 70 triệu đồng. Yeah. Chúc mừng chị. Cảm xúc của chị thế nào? Dạ cảm xúc của em mừng. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được tất cả những ước mơ của mình rồi đúng không? Dạ. Cảm xúc thế nào Hâm Đích Trương? Hôm nay Trương cũng không nghĩ là mình chơi được đến giờ này. Thật sự với thể lực trước giờ rất là yếu của mình mà hôm nay chơi được. Chị Hiền Mai cũng thật sự rất là cố gắng mà chị Hiền Mai chảy máu chân luôn mọi người. Đúng rồi. Nhưng mà quan trọng hơn hết là mình có một cái chương trình thật là thành công và thật là ý nghĩa. Cảm ơn em. Hiền Mai cảm xúc thế nào? Thật ra là Hiền Mai
có rất là nhiều cảm xúc khi mà tham gia chương trình. Mệt thì rất là mệt, mệt mà thở không ra hơi, tự xỉu luôn á. Nhưng mà với cái sự cố gắng của các em, cũng như là với sự cố gắng cả bản thân của mình nữa, của Hàm Tuyết Trương nữa, và vui nhất là gia đình đã có cái số tiền lớn để mà có thể cải thiện cuộc sống của mình. Rồi, cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ mời cả ba gia đình ra đây để nhận giá trị giải thưởng. Xin mời. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là một kết quả rất đẹp, đó là giá trị giải thưởng dành cho cả ba gia đình. Đầu tiên xin mời Hàm Tuyết Trương. Đây là giải 15 triệu dành cho đội về ba. Đây, xin mời gia đình. Dạ, chúc cho cháu sẽ luôn luôn ngoan, là vì bạn là một người rất là hiểu chuyện, nên là bạn sẽ sớm trưởng thành và hỗ trợ được cho gia đình của mình. Hôm nay con có rất nhiều cái tình cảm của Mười dành cho con. Bác Lê Phước Vũ tặng một chiếc xe đạp. Vậy thì kết thúc một chặng đường gần 10 năm con phải đi bộ rồi ha. Và bác Lê Phước Vũ có dặn là phải mua một chiếc xe đạp thật là tốt để dành cho ba con luôn. Vậy thì hôm nay con cảm xúc thế nào hả con? Dạ, con cảm ơn bác Lê Phước Vũ nhiều. Với con biết ơn vì bác đã dành một số tiền để mua một chiếc xe đạp cho con ạ. Rồi, còn anh trai cảm xúc như thế nào? Cảm thấy là cảm ơn bác đã, ngày mai lại mọi người đã giúp đỡ gia đình tôi. Rồi, hy vọng ngày hôm nay số tiền đó giúp gia đình chúng ta vượt qua chặng đường khó khăn này. Bây giờ ước mơ đó trở thành hiện thực. Mong rằng con sẽ học thật giỏi nha. Sau này thành tài sẽ nhớ mãi về chương trình Mãi Ấm Gia Đình Việt các con nhé. Chúc mừng con. Và bây giờ xin mời Hiền Mai giải nhì 20 triệu đồng. À, đây, gửi con, gửi gia đình nè. Hôm nay thì cô gửi luôn tặng gia đình tấm lòng của cô thôi là 2 triệu nha. Chúc coi như phụ cho con sách vở học tập ha. Rồi, Hàm Tuyết Trương cũng gửi tặng phần quà cho con ha. Rồi, như vậy chúng ta đã có những phần quà của tất cả mọi người rồi. Còn bây giờ, giá trị giải thưởng 70 triệu đồng. Chúng tôi xin mời ông Cao Quảng Sang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen sẽ trao phần quà giải nhất trong ngày hôm nay. Thay mặt Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, tôi xin gửi một món quà tới gia đình em Thảo Vy. Thì hy vọng với cái số tiền này thì sẽ giúp cho em Thảo Vy và gia đình có thể trang trải được các chi phí trong cuộc sống và vượt qua khó khăn. Em Thảo Vy là một người rất là mạnh mẽ, cố gắng và hiểu chuyện. Chúc con luôn dồi dào sức khỏe, hãy chăm ngoan, học giỏi để sau này phụ giúp ba mẹ. Ngoài ra thì cũng chúc gia đình em Thằng Ở Dơ và em Diễm My được dồi dào sức khỏe, giàu nghị lực để có thể cố gắng học tập tốt hơn, sau này chăm lo cho gia đình của các em được cuộc sống được tốt đẹp. Thay mặt Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả các bà con ở Đà Tẻ, cải trường quay này, cũng như tất cả các khán giả đang xem qua màn hình nhỏ. Lời chúc sức khỏe, dồi dào, hãy cùng với Mái Ấm Gia Đình Việt để san sẻ yêu thương, dẫn nguồn hạnh phúc đến tới tất cả các Mái Ấm Gia Đình Việt khác ở mọi miền đất nước. Xin cảm ơn. Cảm ơn Cao Quảng Sang rất nhiều. Như vậy là quá tuyệt vời rồi, ước mơ ngày hôm nay thành hiện thực. Quan trọng là trong cuộc sống chúng ta vẫn phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa ba gia đình nhé. Cảm ơn anh Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen. Cảm ơn Hàm Tuyết Trương, cảm ơn Hiền Mai đến đây để hỗ trợ và chia sẻ điều đó. Cảm ơn những tình yêu thương của các bạn. Cảm ơn tất cả khán giả đã theo dõi, ủng hộ các gia đình khó khăn. Chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Bicom thực hiện, với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, được phát sóng vào lúc 20:20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Quyền Linh và tất cả mọi người xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.